chào mừng các bạn đã trở lại với Mimi Official. Mình là một người khá là yêu quý và trân trọng bản thân luôn. Chính vì vậy thì mỗi ngày mình đều cố gắng chăm sóc bản thân mình thật là tốt để mình có thể xuất hiện ở cái phiên bản nó xinh đẹp và nó chỉnh chu nhất. Tuy nhiên có một vấn đề về làm đẹp mà tới bây giờ mình vẫn loay hoay không biết phải làm sao luôn mọi người. Đó chính là cải thiện cái tông màu của răng mình. Mình luôn mong muốn là sẽ có một hàm răng nó trắng sáng và nó rạng ngời. Tuy nhiên là vài năm trước thì mình có bị té xe mọi người, cho nên là răng của mình bị mẻ. Chính vì vậy thì mình không thể nào sử dụng những cái biện pháp làm trắng răng như là mọi người hay chọn được. Thường mình chỉ dùng kem đánh răng với lại những cái bột làm trắng răng thôi mọi người. Nhưng mà thật sự thì mình thấy nó cũng không có được kết quả. Và lúc trước mình có đi Mỹ thì mình có mua rất là nhiều cái miếng dán trắng răng của Crest. Mình mua cực kỳ nhiều luôn, mình nói là để về Việt Nam mình sẽ sử dụng dần. Tuy nhiên khi mà mình dán cái em ấy vào thì thật sự là răng của mình nó cực kỳ ê bút và nó nhức không chịu nổi luôn. Đặc biệt là cái phần răng mẻ mọi người. Chính vì vậy thì mình đã bỏ những cái miếng dán này luôn, mình không có sử dụng, thật sự cảm thấy rất là tiếc luôn ấy. Thì gần đây vô tình mình có thấy Halio cho ra mắt một cái miếng dán có tên là Halio Teeth Whitening Strips. Thì vô tình mình click vô xem thôi thì mình thấy là nó nhấn mạnh rằng sẽ không gây ê buốt cho răng nha mọi người. Chính vì vậy thì mình cũng suy nghĩ là có nên trải nghiệm thử không ta. Mình đắn đo rất là nhiều luôn ấy, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng quyết định mua. Tại vì thật sự thì mình cũng không còn cái cách nào có thể cải thiện được cái màu răng của mình cả. Chính vì vậy thì hôm nay mình sẽ làm cái tập YouTube này để mình review và mình đưa ra những cái đánh giá chân thực nhất trong suốt cái quá trình mà mình sử dụng cái sản phẩm này, coi là em ấy có thật sự tốt và không gây ê buốt như là cái lời mà hãng đã quảng cáo hay không nha. Khi mà nghe cái em Halio này được sản xuất tại Mỹ và cũng là cái miếng dán trắng răng duy nhất trên thị trường được phân phối chính hãng tại Việt Nam thì mình thấy khá là tin tưởng và yên tâm. Tại vì thường thì mình thấy các miếng dán khác đa số đều là hàng xách tay thôi, không có kiểm định nên đôi khi mình cũng rất là sợ mua nhầm hàng giả. Vậy nên thì mình đã mua thử một hộp về sử dụng. Thì em ấy bao gồm có 14 cái miếng dán nha các bạn. Thì nó sẽ tương đương với một liệu trình từ 7 cho đến 14 ngày tùy vào cái nhu cầu của các bạn. Sau đó cứ mỗi tháng thì chúng ta sẽ lặp lại dán từ 1 cho đến 2 lần để chúng ta có thể duy trì được kết quả đó. Thì hãng có nói rằng đây là một cái sản phẩm nó rất là an toàn, nó làm trắng răng nhưng mà cực kỳ an toàn luôn. Và nó sẽ nuôi dưỡng và bảo vệ cái men răng, ít gây ê buốt nữa. Tại vì em ấy thì có cái nồng độ Hydrogen Peroxide theo tiêu chuẩn Mỹ, cũng như là có cái hợp thêm với dầu dừa nữa. Thì nó sẽ giúp làm trắng rất là tốt, cũng như là nó sẽ an toàn cho mọi loại răng luôn. Thì mình nghe nói là cái miếng dán này nó sẽ có cái kết quả ngay từ lần đầu tiên sử dụng luôn. Chính vì vậy thì bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem luôn nha. Thì khi bóc một cái miếng dán ra thì nó sẽ bao gồm có cả hàm trên và hàm dưới luôn nha các bạn. Khi miếng dài sẽ là cho hàm trên, còn miếng ngắn là cho hàm dưới. Em này thì sẽ có thiết kế chống trượt cho nên là vô cùng an toàn cho nướu của chúng ta. Trước khi dán thì các bạn nhớ làm sạch răng nha, nhưng mà đừng sử dụng kem đánh răng. Sau đó thì chúng ta sẽ lau khô cái bề mặt răng đi và bắt đầu dán cái em miếng dán này vào. Các bạn chỉ cần lột cái miếng dán ra khỏi tấm phim rồi dán chặt vào răng thôi là xong. Sau 30 phút thì chúng mình sẽ bóc ra. Và trong cái khoảng thời gian chờ đợi này thì các bạn có thể làm bất cứ điều gì cũng không bị ảnh hưởng đâu, rất là tiện luôn ấy. Thường thì mình sẽ tranh thủ dán trong cái lúc mà mình make up. Trước khi dùng thì răng mình ở mức số 9 là cái màu mà rất là tối luôn á mọi người, buồn ghê. Và đây là kết quả sau cái lần đầu tiên sử dụng. Thì răng mình đã lên được một tông từ 9 lên 8. Thì thật sự là mình không ngờ em ấy có thể đem lại cái hiệu quả ngay lập tức như vậy luôn ấy. Thì mình sẽ tiếp tục sử dụng xuyên suốt trong 7 ngày và quay cho các bạn xem kết quả nha. Ngày thứ 3 thì răng mình vẫn giữ ở số 8, nhưng mà mình thấy là nó sáng hơn màu số 8 một xíu, kiểu như là giữa 7 và 8 ấy mọi người. Còn ngày thứ 5 thì đã lên được số 7 rồi nha mọi người ơi. Và đến ngày thứ 7 thì răng mình đã lên được màu số 6 rồi. Và thế là mình đã hoàn thành thử thách 7 ngày sử dụng miếng dán Halio rồi. Thì thật sự là mình cảm thấy Halio rất là chu đáo khi mà trang bị cho chúng ta một cái card như thế này. Thì nó sẽ ghi cái số của từng cái màu răng để chúng ta có thể đo lường được cái kết quả. Tại vì các bạn biết sao không? Nếu mà chúng mình chỉ nhìn bằng mắt thường thì đôi khi chúng mình đâu có nhớ được chính xác là cái màu răng của mình như thế nào đâu, đúng không? Còn nếu mà tụi mình chụp hình lại thì do cái điều kiện ánh sáng khác nhau thì đôi khi cái tấm hình cái màu của nó cũng sẽ bị tối hơn hoặc là sáng hơn. Chính vì vậy thì mình thấy rằng chiếc card này chính là cái thang đo lường mà nó hiệu quả và nó chính xác nhất luôn ấy. Thì trước khi sử dụng thì răng mình nó bắt đầu tại số 9, có nghĩa là cái màu gần như là tối nhất luôn ấy mọi người. Và sau một tuần sử dụng thì mình đã lên được số 6, có nghĩa là răng mình đã trắng được 3 tông trong vòng 7 ngày sử dụng cái em miếng dán trắng răng của Halio. Thì mình sẽ để cái kết quả before và after ở đây cho các bạn xem nha. Thật sự là mình cảm thấy quá hài lòng với kết quả này luôn á. Halio có nói rằng sau một cái liệu trình sử dụng thì chúng ta sẽ nâng lên được từ 2 cho đến 4 tông. Thì mình chỉ mới sử dụng cái liệu trình 7 ngày thôi thì mình đã nâng lên được 3 tông rồi mọi người. Thì không biết là nếu mà mình sử dụng hết 14 ngày á, thì răng mình nó sẽ trắng tới mức nào nữa. Nhưng mà cái điều là mình ngạc nhiên nhất trong cái quá trình sử dụng đó chính là khi mà mình dán cái em này vô thì răng mình hoàn toàn không ê buốt, không nhức một chút xíu nào luôn. Trong suốt 7 ngày thì mình có cái cảm giác là nó hoàn toàn êm dịu và nó cực kỳ kiểu như mà nó nhẹ nhàng á mọi người, không có đau một xíu nào luôn á. Thật sự mình cảm thấy rất là ngạc nhiên. Tại vì thật ra thì răng của mình bị mẻ cho nên là nó đã nhạy cảm hơn một cái hàm răng bình thường rồi. Cũng như là khi dán cái miếng dán này á, thì mình cảm thấy cái mùi bạc hà nó nhẹ nhẹ, cũng như là cái mùi dầu dừa nó kiểu mà nó thơm phảng phất nhẹ nhẹ thôi, chứ nó không có cái cảm giác là quá cay như là cái mùi kem đánh răng đâu mọi người. Nó rất là dễ chịu. Cho nên là trong suốt 30 phút mà mình dán á, thì mình cảm thấy là rất là thoải mái, rất là thư giãn, chứ không có cảm giác là mình đang dán cái gì đó ghê ghê mà là mình không dám nuốt nước miếng như là những cái miếng dán khác đâu. Thực sự rất là thích luôn. Ngoài ra á, thì cái dầu dừa và bạc hà á, nó sẽ giúp cho các bạn diệt đi những cái vi khuẩn này, cũng như là bảo vệ nướu, cũng như là làm sạch khoang miệng hơn. Thì mình thấy là cái miếng dán này thật sự là nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là hứng khởi luôn khi mà mình sử dụng. Rồi, có một cái mà các bạn phải lưu ý đó chính là sau khi các bạn lột cái miếng dán này ra thì trong vòng 1 tiếng á, các bạn đừng ăn uống gì cả. Tại vì đây là cái lúc mà cái ống ngà răng của các bạn nó mở ra, cho nên là nó sẽ dễ bị nhiễm màu hơn là bình thường. Cũng như là trong suốt cái quá trình mà mình thực hiện 7 ngày này á, thì mình cũng sẽ không có ăn và uống những cái thực phẩm mà nó có khả năng bám màu. Ví dụ như là cà phê nè, trà, nước tương hoặc là những cái nước sốt mà đậm màu á các bạn. Thì mình hạn chế, mình không ăn những cái này trong suốt cái liệu trình mà mình sử dụng để có được cái kết quả tốt nhất. Thì kết luận lại á, là cái miếng dán Halio Teeth Whitening Strip này nó thực sự có hiệu quả làm trắng răng rất là tốt, cũng như là nó hoàn toàn không gây ê buốt nha các bạn. Đặc biệt hơn á, là em này thì sẽ có cái hiệu quả tức thì sau lần đầu tiên sử dụng, cho nên là nó rất là phù hợp cho những cái bạn mà cần phải tham dự những cái sự kiện quan trọng mà nó vô cùng gấp gáp. Ví dụ như là đi sinh nhật nè, đi event hoặc là đi hẹn hò gì đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái miếng dán này trước khi chúng ta đi. Cá nhân mình thì chắc chắn luôn là mình sẽ tiếp tục sử dụng em này mỗi tháng luôn. Thì mỗi tháng mình sẽ duy trì dán từ 1 đến 2 lần để có thể duy trì được cái kết quả như hiện tại. Thì cái link và cái giá của sản phẩm đó, mình sẽ để dưới phần miêu tả nha. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm và mua hàng tại Lixibox. Chúng ta sẽ không sợ cái việc là mua phải những cái sản phẩm hàng giả và trôi nổi ngoài thị trường. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trải nghiệm những sản phẩm vô cùng hay ho và thú vị. Các bạn đừng quên like, share video cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!